Kinh văn. Đức Phật bảo A Nan: các ông vẫn còn dùng tâm phan duyên để nghe pháp, thì pháp ấy chỉ là sở duyên, hư vọng, chẳng phải là pháp tánh. Giảng. Đáp lời cầu thỉnh của A Nan để giải trừ mối nghi của ông, Đức Phật bảo: các ông vẫn còn dùng tâm phan duyên để nghe pháp, thì pháp ấy chỉ là sở duyên, hư vọng, chẳng phải là pháp tánh. Các ông vẫn còn tâm phan duyên, thế nên khi các ông nghe pháp, thì pháp ấy cũng sẽ trở thành pháp sở duyên. Nó trở thành pháp sinh diệt, chẳng phải là pháp tánh. Các ông chưa nhận ra được bản thể chân tánh của các pháp. Kinh văn. Như người dùng ngón tay chỉ mặt trăng cho người khác xem, người kia phải nhờ ngón tay mới thấy được mặt trăng. Giảng. Như người dùng ngón tay chỉ mặt trăng cho người khác xem, người kia phải nhờ ngón tay mới thấy được mặt trăng. Như Lai sẽ cho ông một ví dụ: tôi chỉ mặt trăng rồi hỏi ông, đó là mặt trăng, ông có thấy không? Việc ấy cốt là để cho ông nhìn thấy mặt trăng. Kinh văn. Nếu lại nhìn ngón tay nhận là mặt trăng, thì người ấy không những quên mất mặt trăng mà còn mất luôn cả ngón tay. Vì sao? Vì cho ngón tay là mặt trăng sáng. Giảng. Nếu lại nhìn ngón tay nhận là mặt trăng, thì người ấy không những quên mất mặt trăng mà còn mất luôn cả ngón tay. Nhưng ông không chịu nhìn mặt trăng mà Như Lai đã chỉ, ông lại nhìn vào ngón tay rồi nói: à, đó là mặt trăng, mặt trăng là giống như vậy. Ông đã nhận ngón tay làm mặt trăng, thế nên ông bỏ quên mất mặt trăng. Ông đã bỏ quên mất rồi. Trong đoạn kinh văn trước đã có nói: bỏ quên mất bản tâm. Ở đây có người nhìn ngón tay và nhận nó làm mặt trăng, thế nên không những họ không nhìn thấy mặt trăng mà còn không nhận ra ngón tay của người kia. Vì sao? Vì lầm cho ngón tay là mặt trăng sáng. Họ không nhận ra được cả mặt trăng lẫn ngón tay. Họ là ai? A Nan cũng như vậy. Mặt trăng là chân tâm, ngón tay được ví như pháp được giảng nói. Vì Đức Phật giảng pháp là để chỉ bày chân tâm, thế nên khi ánh sáng chân tâm bị bỏ quên mất, thì ngay cả pháp cũng không lĩnh hội được. Thế nên Đức Phật bảo: các ông vẫn còn dùng tâm phan duyên để nghe pháp, thì pháp ấy cũng là sở duyên. Quý vị xem, một người như thế thì thật có đáng thương xót không? Tôi cho rằng những người như vậy rất đáng thương. Kinh văn. Không những quên mất ngón tay mà còn không biết đến tối và sáng. Sao vậy? Vì cho ngón tay là tánh sáng của mặt trăng, thế là không rõ được tánh sáng và tối. Các ông cũng như vậy. Giảng. Không những quên mất ngón tay mà còn không biết đến tối và sáng. Họ không nhận ra được mặt trăng và ngón tay là gì, thế nên cả ngón tay và mặt trăng đều bị bỏ quên mất. Nhưng tuy vậy, không có gì bị mất cả, nó vẫn còn đó, chỉ vì họ không hiểu. Anh ta không hiểu hoặc nhận ra được cái sáng và cái tối. Nói cách khác, người này cơ bản là không hiểu được gì là giác ngộ và đâu là mê lầm, cái gì là vô minh và cái gì là chánh kiến. Sao vậy? Vì cho ngón tay là tánh sáng của mặt trăng. Anh ta nhận lầm cho thể dạng của ngón tay là ánh sáng tối của mặt trăng. Vậy có điên đảo không? Mọi người đều biết như vậy, nhưng dù sao anh ta cũng muốn như thế. Thế là không rõ được tánh sáng và tối. Ngay cả anh ta chưa hiểu được ý niệm sáng và tối. Thật là u mê, có phải vậy không? Các ông cũng như vậy.
A Nan, ông cũng giống như người nhận lầm ngón tay cho là mặt trăng và hoàn toàn không hiểu được cái gì là sáng và tối. Ông nghe pháp với tâm phan duyên, và ông sợ rằng nếu ông nhận ra giáo lý về chân tâm thì ông sẽ không còn nghe pháp được nữa. Ông cho rằng chân tâm chỉ là ở trong giáo pháp, thế nên ông lầm cho ngón tay là mặt trăng. Ông không thể nào chỉ ra ánh sáng từ trong bóng tối, có nghĩa là ông chưa có được trí huệ chân chính. Hãy đi mà nghe pháp với tâm phan duyên cho nhiều nếu ông cần, nhưng càng nghe ông càng trở nên ngu muội hơn, ông càng rong ruổi tìm cầu, càng xa chân tâm. Không ai biết được khi ấy A Nan cảm nhận như thế nào. Trước đó, khi A Nan lạc mất dấu tích tâm mình, ông ta bối rối không biết phải làm gì. A Nan nhấp nhổm trên chỗ ngồi. Nay Đức Phật bảo ông bỏ quên mất cả ngón tay lẫn mặt trăng, không biết A Nan suy nghĩ thế nào. Đức Phật nói pháp là để chỉ bày chân tâm, nhưng A Nan hiểu lầm rằng chân tâm chỉ là giáo pháp. Thế nên Đức Phật đã dùng thí dụ ngón tay và mặt trăng để chỉ bày điều này cho A Nan. Ha ha ha, 问三摩地娑